Phớt lờ những cảnh báo nguy hiểm có nhiều người chết tại hồ đá ở làng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều sinh viên và người dân gần đó vẫn xé rào vào câu cá, dạo chơi và lao xuống hố tử thần tắm vào mỗi buổi chiều. Hồ đá nằm trong khuôn viên làng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, với phong cảnh đẹp, không khí mát mẻ nên thu hút rất nhiều người dân và sinh viên đến đây vào mỗi buổi chiều. Nơi đây là một điểm khai thác đá trước đây, sau đó nước mưa và mạch nước ngầm tạo thành một quần thể hồ lớn nhỏ. Vì hồ là kết tinh của quá trình khai thác đá và những mỏm đá vẫn còn nhô lên giữa hồ nên đó được xem là minh chứng cho tên gọi hồ đá. Mặc dù phong cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời giống như những khu du lịch sinh thái hoang sơ, nhưng nơi đây cũng được xem là hố tử thần. Chính độ sâu hơn 60 mét, nước trong hồ lạnh quanh năm, sông chảy xiết và đá nhô lên lởm chởm, khiến hàng năm có từ 4 đến 5 vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên và công nhân. Theo những sinh viên và người dân sống gần hồ đá, có nhiều nguyên nhân gây ra những vụ chết đuối tại đây, nhưng chủ yếu nhất vẫn là do sự thờ ơ, chủ quan, coi thường tính mạng của chính các nạn nhân. Nhiều người vẫn ngang nhiên phá hàng rào thép bảo vệ vào hồ đá đi dạo, chụp hình hoặc câu cá rồi không may trượt chân té. Thậm chí còn có những học sinh, sinh viên mới vào khu làng đại học phớt lờ cảnh báo nguy hiểm, nhảy xuống hồ tắm, bị va vào đá dẫn đến tử vong. Gần đây nhất là vụ chết đuối thương tâm ở tại hồ đá của một nam thanh niên 19 tuổi khiến cho nhiều người xót xa. Do không để ý những biển cảnh báo hố sâu nguy hiểm tại đây nên nam thanh niên này cùng những người bạn lao xuống hồ tắm rồi đuối nước. Mặc dù chứng kiến nam thanh niên kêu cứu trong tuyệt vọng, nhưng những người bạn chỉ biết đứng nhìn với nước hồ sâu quá và chảy xiết. Sự việc xảy ra, nhiều ngày vẫn có nhiều sinh viên vào khu vực này để câu cá, dạo chơi nên các núi đá rất hiểm nguy hiểm. Thậm chí có một số người thản nhiên tắm, bất chấp tử thần đang rình rập. Một nam thanh niên cho hay, chỉ đến đây hóng mát và ngồi nói chuyện vui, rồi chụp vài kiểu ảnh rồi về thôi chứ không đi lại nhiều, tuyệt đối cũng không dám tắm. Những hàng rào thép bị xé trước đó rất nhiều ngày rồi và không biết ai làm việc đó nên thế cứ vào chơi, ngắm cảnh. Theo Trung tâm Quản lý và Phát triển Đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hiện quanh các hồ đều có chốt trực tuần tra canh gác nhắc nhở người dân và sinh viên nhiều lần nhưng đâu lại vào đấy. Lợi dụng lúc chiều tối phớt lờ cảnh báo, xé hàng rào thép bảo vệ để câu cá và dạo chơi. Thỉnh thoảng có một số trường hợp nhảy xuống tắm. Hiện tại trung tâm đang tiến hành xây dựng thêm một hàng rào mới, kiên cố hơn, bao luôn lớp hàng rào cũ.